mọi người. Hôm qua tự nhiên cái kể chuyện cho mọi người nghe được quá trời like luôn. Nhưng mà ở trong đó có cái từ con, cái xong cái bị report á, cái bị xóa luôn, sâu luôn. Nhưng mà hôm nay á, mình muốn hỏi mấy bạn mà có người yêu á, có bạn nào bị giống mình không? Kiểu như là mình nói chuyện với lại người yêu nhiều quá á, cái xong mình nói chuyện với những người khác á, mình hay bị gọi nhầm tên với lại nhầm biệt danh của người yêu á. Kiểu như khách hàng nhắn tin cho mình nha, bảo là chị mua cái này, chị mua cái kia, xong rồi mình nhắn tin lại là ok yêu, tại mình hay gọi rì là yêu á. Xong rồi lâu lâu mình gọi em mình á, mà mình gọi lộn là đừng có như vậy rì, đừng có phá rì đó. Kiểu lúc đó dị muốn chết luôn á. Ok vô. Vô. Rồi anh đặt bánh mì bơ. Tại sao rồi bánh mì bơ? Tại vì ăn được Tết. Gọi em là hạt thóc. Sao là hạt thóc? Vì nhìn em được vải. Gọi anh là ngã rẽ. Tại sao lại ngã rẽ? Rẽ đâu? Tại vì hay anh là em vua. Được nha. Gọi em là mũ bảo hiểm. Tại sao? Thì đói lên em lên đầu, anh được an toàn. Có biết điều á. Gọi anh là chia sẻ. Tại sao? Biết tại sao không? Sao? Tại vì anh đã ăn sâu vào trong tâm trí em. Chốt hạ nè. Gọi anh là quyển vở. Sao lại là gọi anh là quyển vở? Bởi vì anh không thể thiếu che. Sao chỉ là chữ hào khăn. Giang trình xin đọc hoa y nhau. Giờ cơm đến rồi. Ok vô. Vô. Rồi anh đặt bánh mì bơ. Tại sao lại bánh mì bơ? Tại vì ăn được Tết. Gọi em là hạt thóc. Sao lại là hạt thóc? Vì nhìn em được vải. Gọi anh là ngã rẽ. Tại sao lại ngã rẽ? Rẽ đâu? Tại vì hay anh là em vua. Được nha. Gọi em là mũ bảo hiểm. Thì đói lên em lên đầu, anh được an toàn. Có biết điều á. Gọi anh là chia sẻ. Tại sao? Biết tại sao không? Sao? Tại vì anh đã ăn sâu vào trong tâm trí em. Chốt hạ nè. Gọi anh là quyển vở. Sao lại là gọi anh là quyển vở? Bởi vì anh không thể thiếu che. Sao chỉ là chữ hào khăn. Giang trình xin đọc hoa y nhau. Giờ cơm đến rồi. Bây giờ chơi game, thắng thì đi, thua thì ở nhà. Dạ ok, chơi. Chơi đếm số. Bây giờ lần lượt đếm, em và tới anh, rồi tới em và tới anh. Tối đa là 3 số, ai mà đếm tới số 30 trước người đó thắng. Ok, hiểu rồi, vô. Rồi, giờ ai trước? Anh. Ok. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19. 20, 21, 22. 23, 24, 25. 26. 27, 28, 29. 30. Nhà nhá. Chơi lại không? Thôi nhà. Ở nhà. Đi, lại lần nữa đi. Lại lần nữa. Rồi, vô. Em trước nha.
Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. 27. Tám, chín, ba mươi. Phục chưa? Hello Taylor. Nghỉ nha, không đi đâu đấy. Bye.